thẳng thắn quyết liệt chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử của Bộ Công Thương thời gian qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ sâu sát, chủ động triển khai các nhiệm vụ, quyết tâm đưa Bộ Công Thương trở thành bộ đi đầu trong thực hiện chính phủ điện tử trong thời gian tới. Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã đạt kết quả nhất định trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ Công Thương cũng được đánh giá là đi đầu trong việc triển khai một số dịch vụ công mức cao, trong đó có nhiều dịch vụ công cấp độ 3, 4. Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế đã có dấu hiệu thiếu sự quan tâm trong việc đôn đốc thực hiện của một số đơn vị dịch vụ công trực tuyến mà Bộ triển khai ở cấp độ 3 và 4, một số ở cấp độ 2 nhưng hiệu quả thực tế chưa cao. Các phần mềm quản lý chuyên ngành chưa tốt, chưa xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin như thư điện tử, quản lý văn bản sau một thời gian lại trở về tình trạng vừa xử lý bằng văn bản giấy, vừa xử lý bằng văn bản điện tử. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử chưa đảm bảo, vân vân. Các vấn đề này không chỉ là tồn tại của Bộ Công Thương mà nhiều bộ ngành cũng đang gặp phải. Vì vậy, để trở thành một trong những bộ đầu tiên theo chính phủ điện tử trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số rà soát lại toàn bộ các văn bản bộ ban hành cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng chính phủ điện tử. Thủ trưởng các đơn vị là thành viên, trong đó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số là thường trực của Ban chỉ đạo. Bộ trưởng yêu cầu trước ngày 10 tháng 8 năm 2018, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phải hoàn thành, trình Bộ trưởng ký ban hành, sau đó Bộ sẽ tổ chức triển khai thực hiện.